Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Tháng 10 năm 2021, tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân và thành lập ban chỉ đạo tỉnh thực hiện nghị quyết này. Đến nay, sau một năm triển khai nghị quyết này, bước đầu có những kết quả tích cực. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng 14 tháng 10. Lễ thành lập chi bộ Công ty Cổ phần May Hưng Long 2 thuộc Đảng bộ thành phố Hưng Yên. 12 đảng viên trong chi bộ sẽ là những hạt nhân lãnh đạo cho sự phát triển của doanh nghiệp có trên 1.000 lao động này. Công ty có khỏe thì phải có hành động đúng, có tư tưởng đúng, có suy nghĩ đúng. Khi suy nghĩ đấy là phải làm theo cái nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, của chính quyền địa phương. Thành lập cái chi bộ Đảng này thì sự chỉ đạo của Đảng cũng cái sự tuân thủ pháp luật nó sẽ được chặt chẽ hơn, nó sẽ xác đáng hơn. Và đấy làm kim chỉ nam để phát triển kinh tế. Thành phố Hưng Yên là địa phương có nhiều tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân nhất với 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở và hơn 430 đảng viên. Ban chỉ đạo của thành phố đã quan tâm rà soát các tổ chức trong các đơn vị kinh tế tư nhân và thực hiện cái việc vận động hướng dẫn để thành lập mới các tổ chức đảng và đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong năm 2022, chúng tôi dự kiến thành lập 2 đến 3 chi bộ để thực hiện tốt nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên thành lập mới được 5 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp được gần 140 đảng viên trong doanh nghiệp. Điển hình như thành lập chi bộ Công ty May Hoàn Hiền thuộc Đảng bộ xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, chi bộ Công ty Tân Việt Anh và Công ty Kết cấu thép Hưng Yên thuộc Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Với vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban tổ chức tỉnh ủy có nhiều tham mưu cho Ban chỉ đạo, cũng như đôn đốc, giám sát, hướng dẫn cấp ủy các cấp thực hiện nghị quyết số 15. Nhiều chủ trương chính sách thúc đẩy hỗ trợ việc thành lập mới tổ chức đảng trong doanh nghiệp được cụ thể hóa. Mỗi chi bộ thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng, đảng bộ mới là 30 triệu đồng. Ban chấp hành Trung ương đã nhận diện ra rất sớm là sự cần thiết phải phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta là đảng cầm quyền, đại diện cho lợi ích của nhân dân và dân tộc Việt Nam, cho tất cả những người lao động, những người công nhân của Việt Nam. Ở đâu có người công nhân, có người lao động thì ở đấy cần có sự hiện diện của các tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay các địa phương ở tỉnh Hưng Yên có số tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân còn thấp. Thậm chí như huyện Yên Mỹ chưa thành lập được tổ chức nào. Dẫu còn nhiều khó khăn do e ngại của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động về sự ràng buộc chính trị, tổ chức cũng như mất thời gian, thủ tục khi hoạt động, nhưng cũng còn do một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Trong khi đó, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.